Rồi, bây giờ ta sẽ thực hiện việc là xử lý dữ liệu với SQLite và Android, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta cần thực hiện như sau. Các bạn sẽ nhìn cái mô hình này này. Bây giờ bạn sẽ ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta đây, để bỏ này đi. Bây giờ sẽ thêm một cái phần dữ liệu vào đây, ok chưa? Ví dụ như là chúng ta sẽ có hai trường dữ liệu ở đây chẳng hạn. Các bạn sẽ thêm vào đây. Thêm vào hiển thị đúng không? Thêm đây. Hai hay ba trường gì đấy. Tùy các bạn nhé. Bạn có thể dùng hai trường hoặc ba trường, hai trường thôi. Xong tạo một cái button ở đây. Thêm đúng không? Thế thì sau khi thêm thì nó sẽ hiển thị cái danh sách ở đây. Đó. Và cái dữ liệu được hiển thị như này nhé. Và đây là một cái list view, rõ chưa nhỉ? Ý tưởng như thế. Vậy bây giờ làm thế nào để triển khai được ý tưởng này? Ok chưa? Làm nào triển khai được ý tưởng này? Thế thì các bạn sẽ mở ra, chúng ta tạo một cái ứng dụng tên là đây, bạn sẽ mở Android ra, Android Studio ra, đúng không? Chúng ta tạo một cái dự án mới. Nếu như chúng ta đã có dự án thì các bạn có thể không cần tạo cũng được, hiểu chưa nhỉ? Rồi, ví dụ bạn có cái dự án này chẳng hạn. Đây, ví dụ đã có rồi thì không cần tạo nhé. Bạn mở chính cái cũ ra cũng được, không sao cả. Hoặc là chúng ta tạo hẳn một cái mới đi, cho nó đây, rồi xong rồi đúng không? Bây giờ ta tạo này. Các bạn sẽ vào đây, chúng ta tạo một cái new, một cái package này. Package này. Các bạn ghi là demo 1, đó chưa nhỉ? Đấy. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho thầy một cái activity, chọn empty activity view. Các bạn ghi là demo 1. 11 đi nhá. Finish. Cái chúng ta đã biết cách làm rồi đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ thêm vào cái phần này cái layout này này. Đó. Giữ control, kích vật chuột vào đây nó sẽ ra cái layout này. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái layout này sang dạng linear layout đi. Cũng được. Convert view sang linear layout, đó. Hoặc để constraint layout cũng được, tùy dùng cái gì cũng được nhé. Rồi, ta chuyển đây, ta để là orientation này. Orientation là gì? Vertical. Các bạn tắt tiếng Việt đi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái đầu tiên là một cái edit text, đúng không? Edit text này, đúng không? Width là match pattern. Chiều cao là wrap content. ID các em có thể ghi đúng không? Demo 11, đúng không? TXT, đúng không? Title. Đó. Hint là gì đấy? Title. Rồi, thế thôi. Tạo cái edit text thứ hai là chiều rộng là wrap content. Wrap content. Match pattern, cái này để match pattern thì đẹp hơn, đúng không? Hint các bạn ghi là gì? Description, đúng không? Và ID các bạn sẽ ghi là
demo11.txt.description đúng không? Thứ ba là chúng ta thêm một cái button đúng không? Là button width là gì? Wrap content, chiều cao là gì? Wrap content. Text ta ghi là s đó. Được chưa nhỉ? Rồi, ID là demo11btns. Đây chưa nhỉ? Cuối cùng chúng ta sẽ thêm một cái list view. Đúng không? Chiều rộng là gì? Mat parent. Chiều cao là gì? Wrap content. Ok chưa? Rồi, ta có ID demo 11. À, ID đây chưa. ID này. Demo 11. List view nhá. Đấy. Thì đây là cái sơ bộ về cái app như này đúng không? Chúng ta tạo một cái hình ảnh như thế nhá. Đấy, đây đi cái sườn thiếu gì nhỉ? Small. Ok nào. Đấy, hình ảnh nó sẽ như thế này nhé. Các bạn gõ code được mà chúng ta kéo thả cũng được, tùy. Đó là cái giao diện đầu tiên chúng ta tạo. Ở môn trước bạn học list view chưa? Học list view rồi đúng không? Như vậy muốn tạo một cái list view này chúng ta phải có một cái item view đúng không? Để chúng ta thực hiện cái list view. Cái giao diện này thì chúng ta có thể kéo thả cũng được. Đúng không? Làm nào nó dễ cho các bạn thì làm. Thế thì ở đây chúng ta có cái list view rồi, theo đúng hình ảnh này nhá. Thì bạn có cái list view nhưng chúng ta cần có một cái item view ở trong này này. Một cái item view nhỏ nhỏ đây này, đúng không? Để ta còn đưa vào cái list view đúng không? Nghĩa là ta có một cái item view nhỏ nhỏ đây này. Đấy đúng không? Ok chưa? Thì sẽ có hai trường. Đây, ví dụ trường này là trường gì đấy? Title đúng không? Và trường này là trường description chẳng hạn. Đúng không? Thế thì ở đây nó sẽ có hai trường là title ở chỗ này đúng không? Và trường description ở đây đúng không? Để làm gì? À, để nó dùng cái adapter nó đẩy vào đúng không? Nghĩa là ta phải có cái này. Tức là chúng ta sẽ có cái adapter để ta đẩy cái này vào đây này. Các em tưởng tượng là nó sẽ đẩy cái này vào đúng không? Đẩy vào đây được chưa nhỉ? Do vậy bạn sẽ phải dùng cái này là gì? Đúng không? Ta sẽ đẩy vào đây. Có chết rồi, mất rồi. Đây. Đây. Kiểu như thế đúng không?
Mình sẽ đẩy những cái này vào đây. Rồi. Sao lại bị mất thế nhỉ? Kiểu này đúng không? Đấy, nó sẽ đẩy như này. Nó copy nó bị lỗi. Rồi. Kiểu này đúng không? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ có cái item view để nó đẩy cái dữ liệu vào những cái thành phần như thế này. Ok chưa? Thì cái này được gọi là item view này. Đấy, đây là cái kiến thức cũ đúng không? Như vậy cái quan trọng tiếp theo là bạn phải thiết kế cái item view đúng không? Bao gồm có hai trường. Rồi, thì bây giờ ta tạo một cái item view đi. Chúng ta sẽ nhấn phải chuột vào cái chỗ này, vào cái layout này. Chọn new là gì? Layout resource file đúng không? Được chưa nhỉ? Rồi, các bạn sẽ ghi là demo 11 item view nhé. Rồi. Tại đây các bạn cũng chuyển cái này thành thành linear layout, convert view đúng không? Các bạn sẽ ghi là chuyển sang linear layout này. Không? Nhấn phải chuột vào đây, chuyển sang linear layout. Sau đó đây ta gõ code thôi, cái chỗ này là orientation. Orientation là gì? Vertical. Như vậy đây ta sẽ có hai cái là text view. Đúng không? Cái này là map parent, cái này là gì? Wrap content, đúng không? Cái này chúng ta ghi text thì ở đây nó là title, ID, đúng không? Là demo 11 item, đúng không? Và chúng ta sẽ ghi là TV title. Đúng không? Nếu bạn thích cho chữ to hơn thì các bạn có thể ghi là text size, đúng không? Ví dụ như là 20 dp chẳng hạn nhé. Ok, thế là xong, đúng không? Tương tự thế ta có text view, cái này cũng là width là map pattern, chiều cao là wrap content. Và các bạn sẽ ghi text. Text ở đây thì chúng ta sẽ ghi là description đúng không? Đúng không? Và ID sẽ bằng demo 11 item và TV đúng không? Text view đúng không? Description. Đấy. Thì chúng ta sẽ có hai cái này. Cái chỗ này các bạn sửa lại một tí này. Layout width là map parent, còn layout 2 là wrap content nhé. Layout width wrap content. Rồi. Như vậy chúng ta nhìn hình ảnh nó sẽ có hình ảnh giống như thế này, được chưa nhỉ? Được chưa nhỉ? Đấy, nó sẽ như thế này. Mục tiêu là như thế. Ok chưa?
Nào bây giờ để tương tác nhá, tương tác dữ liệu nhá, thì chúng ta sẽ phải có cái gì đấy các bạn? Nó phải có một cái adapter đúng không? Bản chất là tương tác dữ liệu ở đây này. Tương tác dữ liệu thì chúng ta sẽ cần có một cái model và một cái adapter ở đây đúng không? Cái model để lưu trữ dữ liệu ở đây này, có một cái model ở đây. Đây, cái model để nó lưu trữ cái này đúng không? Cái này là model này. Còn có một cái adapter ở đây nữa đúng không? Adapter đây. Được chưa nhỉ? Để nó đẩy dữ liệu đúng không? Hai thằng này nó sẽ cái thằng item view này nó sẽ lưu trữ dữ liệu thông qua cái model này đúng không? Và cái model này nó sẽ đẩy vào adapter này để nó phân phối dữ liệu qua đây đúng không? Phân phối đúng không? Đúng không? Thì muốn đưa item view này nó phải có lưu qua model và model nó sẽ đẩy vào cái phần adapter và nó đẩy dữ liệu sang các item view này nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần thực hiện tiếp là cái chỗ này là chúng ta thiết kế cái số 1 này, item view này. Cái số 1 là cái giao diện này đúng không? 1 là giao diện này rồi. Chúng ta thiết kế cái số 2 là cái item view rồi. Bây giờ ta thiết kế cái số 3 là cái model đúng không? Thì model đây nó sẽ có trường title và description là chắc chắn phải có. Ngoài ra có trường ID, nhưng mà ID nếu ta để tự tăng thì ta không cần quản lý nhé. Nếu mà thích thì cho vào ID cũng không ảnh hưởng gì đúng không? Bởi vì nó tự tăng mà đúng không? Ta để ID tự tăng thì không cần thêm vào đây. Rồi, thế đây trường hợp này bây giờ ta thiết kế một cái model ở đây. Ví dụ như bạn sẽ ghi là model đúng không? Thế này cũng được. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có hai trường là private đúng không? String là title và private string là description đúng không? Đây. Sau khi tạo xong thì nhấn phải chuột cho chọn gì? Generate, chọn constructor. Constructor có tham số này, nhấn phải chuột chọn generate, chọn constructor, nó không có tham số. Và ta nhấn phải chuột chọn generate getter and setter, giữ shift và kích vào đây. Như vậy ta đã có chỉ cần hai cái trường này là đủ nhé. Bây giờ để thao tác với cơ sở liệu SQLite thì chúng ta có rất nhiều công cụ đúng không? Thực ra là các cái kiến thức các bạn học từ môn SQL Server đến đây vẫn dùng được. Bởi vì cái câu lệnh nó sẽ gần giống nhau, đó chứ nhỉ. Vậy thì bây giờ chúng ta làm thế nào để ta thử sử dụng được? Thầy giới thiệu cho bạn một công cụ như thế này. Chúng ta ghi là SQLite Online. SQLite Online nhé. Các bạn sẽ có ngay cái SQLite Online đây, đúng chứ nhỉ? Bạn sẽ làm ngay đây cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Đây. Nếu mà bạn thích xóa thì xóa nó đi. Đây các cái câu lệnh của nó đây đúng không? Các bạn chưa có thì cũng chẳng sao cả. Đây thầy sẽ enter lại này. Rồi, bây giờ chúng ta muốn tạo một cái lệnh thì ta làm như thế nào? Thì các bạn có thể gõ vào đây đó. Chúng ta sẽ tạo bảng ở đây. Ví dụ các bạn muốn tạo một cái bảng tên là model đúng không? Hay là gì đấy tùy chúng ta đúng không? Chúng ta sẽ ghi là create model đúng không? Đấy. Nhá, create table. Chúng ta sẽ ghi là
create table model đúng không? Với các cái trường dữ liệu như thế này, đúng không? Trường dữ liệu nhất là ID đúng không? ID các bạn sẽ ghi là thuộc kiểu là integer, đúng không? Integer đúng không nhỉ? Và primary key, đúng không? Đấy, trường thứ nhất integer đúng không? Primary key. Tiếp theo trường dữ liệu thứ hai là title. Các bạn có thể ghi nó là kiểu dữ liệu text chẳng hạn. Đó. Và trường dữ liệu thứ ba là description. Đó. Bạn ghi là text chẳng hạn. Đấy là ba cái trường dữ liệu đúng không? Bây giờ ta chạy thử nhá. Nếu chạy thử đúng thì tức là chúng ta làm đúng. Copy cái này này. Chạy thử này. Run này. À như vậy ta có cái trường model đây rồi đúng không? Đấy. Như vậy ta đã có cái câu lệnh là câu lệnh ta chạy đúng đúng không? Đấy chưa nhỉ? Rồi ok. Thế thì ở đây để mà làm cái này thì bạn giữ câu lệnh này đã nhá, để lát nữa ta xử lý sau. Các câu lệnh insert thì chúng ta thực hiện tương tự nhé. Giống như các bạn học cái môn SQL Server đúng nhá, nó sẽ chạy ở đây đều được. Tưởng tượng ra chưa? Đây là câu lệnh mà chúng ta thêm mới. Bạn nào đấy, lúc này là lúc mà chúng ta khó nhìn thì bạn phải vào cái Google Meet rồi đúng không? Được chưa nhỉ? Như vậy ta đã tạo thành cái bảng này rồi. Dùng SQLite Online nhé. Chạy được. Rồi, sau khi chúng ta đã thực hiện được như thế thì chúng ta sẽ viết một cái lớp là viết một lớp để quản lý, tức là cái lớp mà lớp DAO đấy đúng không? Lớp quản lý cái việc thao tác dữ liệu với thao tác với cơ sở dữ liệu thì chúng ta sẽ ghi một cái Java class là model. Đúng không? Database helper. Đúng không? Đấy. Thì cái này bạn sẽ extend từ cái SQLite Open Helper để nó hỗ trợ chúng ta cái việc xử lý dữ liệu với SQLite nhé. SQLite Open Helper để hỗ trợ việc xử lý dữ liệu với SQLite. Rồi, bây giờ nó như thế này thì chúng ta sẽ kích chuột vào đây này. Chúng ta chọn là gì đây? Implement method và nó sẽ có hai phương thức được tạo ra. Phương thức này là gì? Tạo cơ sở dữ liệu và phương thức này là upgrade cơ sở dữ liệu, đúng không? Tạo cơ sở dữ liệu này. Đây là phương thức tạo cơ sở dữ liệu. Đây là phương thức gì? Nâng cấp cơ sở dữ liệu đúng không? Upgrade cơ sở dữ liệu đúng không? Thì đây nó bắt chúng ta phải thêm cho nó một cái hàm khởi tạo nữa đúng không? Ta kích vào đây là gì? Create constructor matching thì chúng ta thích tạo cái gì thì tạo. Ở đây nó sẽ có mấy cái này, giả sử cái đầu tiên đi. Nó sẽ là dạng như thế này, hết lỗi đúng không? Nhưng mà nhiều khi chúng ta lại không cung cấp được đủ các tham số như thế này, cho nên các bạn xóa hết những cái linh tinh ở trong này đi, giữ một tham số thôi. Đấy, giữ cái tham số này thôi. Đấy, ok, giữ một tham số. Thế thì ở đây bạn sẽ có name, ví dụ name ở đây bạn ghi là DB. Đúng không? Factory thì chúng ta ghi là null chẳng hạn vì không có factory nào cả đúng không? Còn version thì chúng ta ghi là version 1. Thế là nó không báo lỗi gì cả. Như vậy, đây là cái hàm tạo cơ sở dữ liệu DB đúng không? Version 1 nhá. Tạo cơ sở dữ liệu DB để version 1. Còn chỗ này, à đây là tạo cơ sở dữ liệu đây này.
tạo cái dữ liệu đây được rồi. Còn đây là tạo bảng dữ liệu nhé. Đây là tạo bảng này. Bảng dữ liệu chúng ta tên là bảng gì các bạn nhỉ? Bảng gì? Model đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có một cái bảng dữ liệu như thế này. Là string. Create table đúng không? Đúng không? Create table sẽ bằng bằng cái gì biết không? Bằng cái copy bên này này. Bởi vì ta chạy đi rồi mà, đúng không? Copy cái này nhé. Copy cái này paste đúng ở đây. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Đừng gõ nhé, phải copy bên này. Hả? Nếu mà chưa chạy được thì em phải sửa lại cho được chạy thôi nhé. Em phải sửa trên này này. Trên cái web này nó phải chạy được này. Chạy một lần thôi nhé. Cái web như thế là nó chạy để chúng ta biết là câu lệnh chúng ta đúng thôi nhé. Đó chưa nhỉ? Ta copy cái chỗ này này, nó phải chính xác nhé. Nó phải chạy được thì chúng ta mới copy vào đây nhé. Đấy, thế nhìn vào code, cái đoạn code này thì nhìn chán lắm đúng không? Ngồi code này chán, cho nên chúng ta phải copy bên này này là như thế, hiểu chưa? Để đảm bảo là nó chạy được nhé. Rồi. Rồi, bây giờ ta thực thi câu lệnh này. Đây là câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng dữ liệu, bảng model. Còn câu lệnh thứ hai là câu lệnh thực thi nhé. Thực thi tạo bảng thì chúng ta sẽ có db.exec là SQL, ta ghi là create table nhé. Đây nhỉ. Còn cái câu lệnh này thì nó là câu lệnh là db này .exec SQL và chúng ta sẽ ghi là drop table đúng không? If exit đúng không? Tên bảng của chúng ta là bảng gì các bạn? Model, cho nên chúng ta sẽ lấy đúng cái bảng này đúng không? Thế thôi đúng không? Thì đây là upgrade gì bảng dữ liệu nhé. Thầy hỏi các bạn, đến đây nó đã tạo được bảng chưa? Chưa tạo đâu, chúng ta mới viết code thì đã chạy đâu đúng không? Mới viết code thôi. Còn cái chỗ cái môi trường online này là cái môi trường là để chúng ta test đúng không nhỉ? Để khẳng định là câu lệnh ta đúng đúng không nhỉ? Như vậy cái hàm đầu tiên là hàm tạo cơ sở dữ liệu này, hàm thứ hai là hàm tạo bảng dữ liệu, hàm thứ ba là hàm nâng cấp bảng dữ liệu đúng không? Còn chúng ta hàm thứ tư, hả? Thì các bạn để ý này, cái chỗ này chúng ta đang cần có một cái hàm thêm dữ liệu đúng không? Như vậy ta viết một cái hàm thêm dữ liệu nhé. Ta sẽ cái public này, void đúng chưa? Thêm đúng không? Thêm. Và chúng ta truyền cái model vào đây và gì? D nhé. Model. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện này.
SQLite database chứ nhỉ, DB thì bằng gì, git chấm là get writable database. Cái dòng này là cho phép gì các bạn, cho phép ghi dữ liệu vào database đúng không, cho phép ghi dữ liệu vào database, ok chưa. Ta dùng content value đúng không, value sẽ bằng new của content value. Cái này là đối tượng chứa dữ liệu, đối tượng chứa dữ liệu. Và chúng ta sẽ có value.put. Các bạn nhớ tên các trường dữ liệu nhé. Trường của chúng ta là trường gì đây? Trường là trường tech, à, trường title nhé. Cẩn thận em bị nhầm. Copy bên này đi. Trường title này. Đây này, copy đây này, đúng không? Title nhé. Key là title, đúng không? Value là gì các bạn? Là d.get title, đúng không? Value.put. Key của chúng ta là gì đấy? Là description đúng không? Và value là gì? D.get description nhá. Rồi, đây là ta đưa dữ liệu vào, đưa dữ liệu này, đưa dữ liệu từ đối tượng đúng không? Chuẩn bị insert này, chuẩn bị insert này, chuẩn bị dữ liệu để insert. Thế bây giờ thực thi insert này. Đó, thực thi insert. Thì các em sẽ thực hiện là db.in insert. Bảng dữ liệu của chúng ta là bảng gì? Là bảng model đúng không? Bảng model đúng không? Ok chưa? Rồi, các cái ràng buộc không có để là null nhá. Và dữ liệu thêm vào là ve gì? Value. Ok chưa? Sau khi insert xong thì chúng ta đóng kết nối. Đóng kết nối. Ta có db.close. Đó chưa nhỉ? Đây là hàm thêm dữ liệu. Tương tự ta có hàm hiển thị dữ liệu đúng không? Là chúng ta sẽ có public này đúng không? List. Các bạn sẽ truyền đây là gì? Model. Là gì? Get data nhé. Get all data. Rồi. Ở đây ta sẽ có list của model đúng không? Là list sẽ bằng gì? New của array list. Được chưa nhỉ? Tiếp theo ta có string là query sẽ bằng gì đấy? Select sound from model. Được chưa nhỉ? Rồi. Tiếp theo ta có là SQLite database. Không. DB bằng git.get writable database. Lệnh này các bạn biết rồi đúng không? Và chúng ta tạo một con trỏ đọc dữ liệu. Con trỏ đọc dữ liệu này. Con trỏ đọc dữ liệu thì dùng cursor đúng không? Con trỏ đọc dữ liệu sẽ bằng db.raw query. Và chúng ta ghi là query. Đúng không? Các tham số khác thì không có, thì chúng ta ghi bằng null. Đúng không? Đấy. Con trỏ đọc dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về bản ghi đầu tiên. Ta kiểm tra if này. Là cursor.move to first. Đúng không? Đây được gọi là di chuyển con trỏ về bản ghi đầu tiên. Đọc dữ liệu thì chúng ta phải di chuyển, đọc từ đầu đến cuối. Thì đầu tiên chúng ta phải gì? Di chuyển bản ghi đầu tiên đúng không?
Sau đó ta thực hiện do while, đúng không? Do while. Làm đến khi nào các bạn? Làm đến khi mà cursor chấm gì? Còn có thể move to next, đúng không? Đây là di chuyển đến bản ghi tiếp theo. Và ở đây chúng ta thực hiện cái việc đầu tiên, chúng ta sẽ khai báo model, đúng không? Model bằng new model. Ok chưa? Sau đó ta có model.set title nhé. Set title là cursor, đúng không? Chấm get string. Các trường dữ liệu thứ tự của nó là 1, 2, 3. Column index của thằng đấy là 1. Được chưa nhỉ? Bởi vì cái trường 0 là trường ID nhé. Trường 0 là trường ID. Cho nên trường này là trường 1. Mình chỉ thấy hai trường này thôi mà, đúng không? Model.set description, đúng không? Và cursor.get string là trường số gì? Trường 2. Nhớ là trường 0 là ID, đúng không? Trường 1 thì là... Đây này, trường 0 đây này, trường 1 này, trường 2 này nhá. 0, 1, 2. Cho nên đấy, chúng ta lấy như thế này nhá. Cuối cùng chúng ta sẽ thêm vào list, đúng không? Chúng ta sẽ có list.add cái gì? Model vào đây. Tức là đưa vào list. Đưa đối tượng vào list. Được chưa nhỉ? Đấy. Sau khi làm tất cả xong những cái này rồi, đúng không? Cái if này xong rồi này. Thì chúng ta sẽ đóng con trỏ lại, chấm close. Và ta đóng cái DB lại, đúng không? Đấy. Và ta return cái list vào đây, đúng không? Đấy. Thì đây là cái hàm đọc dữ liệu, đúng không? Đọc dữ liệu. Như vậy là ta đã viết xong cái lớp thao tác với cơ sở dữ liệu, đúng không? Nhưng mà chưa có cái gì đâu nhá, mới chỉ viết lớp thôi, còn nó chạy không ta còn chưa biết. Cuối cùng còn gì nữa chưa các bạn nhỉ? Có cái gì nữa? Có cái này đúng không? Cái số 4 này là adapter này, đúng không? Vậy ta viết cái số 4 đi. Ta new này, một cái model của adapter, đúng không? Thì cái này ta extend từ array adapter, ta chuyển đây cái model vào đây. Chưa? Và nó phải override một số phương thức vào đây. Ui, nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ truyền cái nào mà nó ít tham số nhất này. Array adapter nó chỉ có
Có gì nhỉ? Có cái nào mà có list? Ừ, cái chỗ nào em? List mua đồ đây gì? Cái này gì? Đây à? Ở đây adapter đó. Thì các bạn sẽ override một cái nào đấy xong để ta lấy cái danh sách. Nào tiếp tục adapter nhá. Chúng ta sẽ override cái này này. Đấy, ui rồi nhiều thứ bây giờ thầy đang không biết là dùng cái nào đây. Chúng ta có thể dùng một cái nào liên quan đến cái đấy giờ. Nhiều quá. Cái độ 3 cái thôi. Này đi nhá. Đấy, như thế này này thì được này, đúng không? Thì trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng cái resource này ta không có, ta xóa đi này, bỏ này đi, ta chỉ có hai cái này thôi, đúng không? Và chúng ta sẽ ghi không phải object mà ta ghi model. Đấy. Cái này ta ghi không, đúng không? Và chỗ này ghi là gì? Model nhé. Đấy. Thì adapter như vậy sau này chúng ta chỉ cần truyền gì? Context và truyền cái list vào là xong, đúng không? Cái model là xong. Vậy bây giờ ta sẽ có cái hàm là gì? Hàm get view đúng không? Get view. Đấy, hàm get view này này. Hàm này sẽ làm hai việc là gì? Tạo view và gì? Gán dữ liệu cho view, đúng không? Hàm này sẽ làm hai việc là tạo view cộng với gì? Gán dữ liệu cho view. Ok chưa? Tạo view và gán dữ liệu cho view. Như vậy, đầu tiên ta kiểm tra này. Ta bỏ này đi. If đúng không? Là convert view mà bằng null. Bằng null tức là gì? Là chưa có view, đúng không? Đây là chưa có view. Chưa có view thì làm sao? Phải tạo view mới, đúng không? Như vậy ta có convert view sẽ bằng là layout in flutter đúng không? Chấm from các bạn sẽ ghi là get context. Ok chưa? Và chấm gì đây? In flutter chấm layout chấm cái layout bạn vừa tạo ấy chính là demo item view đây này đúng không? Ok chưa? Có cha là parent đúng không? Và không attach với thằng nào cả, cho nên để là for nhé. Chưa có view thì chúng ta tiến hành tạo gì? Tạo view. Đấy chứ nhỉ? Rồi, chưa có view thì tạo view. Bây giờ ta ghi là model đúng không? Model sẽ bằng gì đây? Get item và chuyển đây là post gì? Position. Nhá. Đây là lấy dữ liệu từ một cái item ta đưa vào gì phần model đúng không? Lấy dữ liệu trên một item nhá. Bây giờ ta ánh xạ này từng thành phần này, ta ánh xạ từng thành phần này. Ánh xạ từng thành phần, các bạn sẽ có text view đúng không? Là title TV title. Đúng không? Sẽ bằng convert view chấm file r.id chấm demo 11 nhưng mà phải có item title nhé, được chưa nhỉ? Rồi và ta set dữ liệu cho nó, ta có tv title .set gì set text là bằng model .get gì get title đúng không? Tương tự thế, đúng không? Tương tự thế, ta cũng có cái text view của tv description sẽ bằng convert view chấm
file g.id.demo11item nhé. Nó phải là item là tv description đúng không? Và đây ta có tv description. Đây anh xạ từng thành phần này và là gì? Đưa dữ liệu vào từng thành phần. Đưa dữ liệu vào từng thành phần. Đúng không? Cái này toàn kiến thức cũ thôi mà đúng không? Chấm set text của model chấm get description. Ok chưa? Cuối cùng ta return convert view đúng không? Đấy. Đây chính là cái adapter của nó. Như vậy, cái hàm mà getView ấy là hàm quan trọng nhất. Hàm getView là hàm nó làm hai việc, là hàm tạo một cái view mới và gán dữ liệu cho cái view đó, hiểu chưa nhỉ? Thế còn hàm này là hàm khởi tạo này. Khởi tạo đúng không? Khởi tạo là để tạo adapter nhé. Như vậy ta sẽ có hai cái hàm như vậy. Thế còn nếu mà bạn extend từ base adapter thì nó lại còn có nhiều cái hàm khác hơn đúng không? Và đến cuối cùng là chúng ta gắn tất cả các thành phần này với nhau, được chưa nhỉ? Như vậy ta sẽ gọi cái phần main adapter ra nhé, à main ra nhé. Thì chúng ta mở cái này lên để gọi main này. À, mà nó ở đâu nhỉ? Mình là cái main 2 à? À đâu phải. Mình đã tạo cái... Chưa tạo đúng không? À đây rồi, cái này đây. Cái này có rồi đây. Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta sẽ phải khai báo cái ở đây đúng không? Như vậy ta sẽ có này, private này. Đầu tiên ta gọi adapter đến đúng không? Ta có cái model adapter đúng không? Model adapter. Và ta ghi là A adapter. Tiếp theo ta có private cái list của model. Và bạn ghi là list. Tiếp theo ta khai báo cái private cái edit text đúng không? Edit text của txt title và txt description. Được chưa nhỉ? Còn gì nữa? Còn có cái cái gì nhỉ? Model database helper nhé. Các bạn sẽ ghi là db helper. Hết chưa? Hết rồi, đúng không? Và button nữa đúng không? Private button btn s. Đấy. Bây giờ ta ánh xạ này. À list view, còn list view nữa. Private list view. List view. Bây giờ các em ánh xạ này, list view bằng file r.id.list list view đúng không?
Tiếp theo chúng ta sẽ có txt title. Sẽ bằng file l.id.txt-title, đúng không? Txt description bằng file l.id.txt description. Được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ ta mới button đúng không? Khai báo đến button này. Btns bằng file l.id.txt cái gì đấy, btns. Ok chưa? Và db helper, đúng không? Chính là bằng new của truyền vào exit. Đây chính là thao tác là gọi hàm tạo database nhá. Gọi hàm tạo database. Nếu bạn gọi đến hàm này là database sẽ được tạo, đó chưa nhỉ? Ok chưa? Ta có list, đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng db helper.get gì? Get unata. Đây là gọi hàm load dữ liệu đúng không? Ok chưa? Rồi, bây ta có adapter sẽ bằng new của model adapter và ta chuyển đây zip và list vào đây. Đúng không? Đến đây ta quen rồi đúng không? Và ta có list view.set adapter, chuyển lại adapter. Ok chưa? Bây giờ ta thực hiện thêm dữ liệu này. Thêm dữ liệu này thì ta có btns.set onClickDigital, đúng không? Và chúng ta thêm vào đây, đúng không? Ta có string title sẽ bằng txt title.get text và chấm to gì? To string, đúng không? String description sẽ bằng txt description.get text.to string. Ok chưa? Bây giờ ta kiểm tra này, nếu như mà cái title, đúng không? Tức là cái title này .imt tức là không phải là rỗng, đúng không? Và cái description, đúng không? Chấm y gì? Empty. Trường hợp này tức là gì? Nếu như mà dữ liệu không rỗng đúng không? Nếu dữ liệu không rỗng thì chúng ta sẽ khai báo là model, đúng không? Model sẽ bằng new của model, truyền title vào đây và description vào đây nhé. Được chưa nhỉ? Và ta có db helper.s thêm đúng không? Và chuyển cái model vào đây, thêm dữ liệu. Được chưa nhỉ? Và chúng ta cập nhật lại này, ta có adapter.notify dataset trên, đây là cập nhật adapter. Ok chưa? Và ta có txt title.set set text bằng rỗng đúng không? Và txt description.set text bằng rỗng nhá. Bằng dấu trắng, không phải rỗng đâu. Rồi, bây giờ chúng ta về mặt mô hình lý thuyết là như thế. Bây giờ ta sẽ chạy thử xem nó có vấn đề gì nhá. Các em sẽ đưa cái manifest này này, đưa cái demo 1.1 vào chạy này. Cái intent filter này nó như là một hàm main đúng không? Demo 1.1 này. Rồi. Rồi, các bạn chạy thử đi. Lỗi thì ta sẽ sửa tiếp đúng không? Main à? Đây. Hết rồi đấy. Có thể thôi.
Nó chỉ có thế thôi. Rồi bác thêm này là T1 này nhá, T1 và description 1 này, đúng không? Rồi các bạn cần phải mở cái locket này lên để kiểm soát lỗi nhá, mở cái locket này lên này, xóa hết những cái này đi để kiểm soát lỗi, nếu lỗi thì nó xảy ra thì chúng ta sẽ debug ở đây và chúng ta sẽ sửa tiếp, đúng không? Bác thêm này. Cái gì đây? Chúng ta gõ chỗ này là error nhé. Để chúng ta chọn cái level là sửa lỗi là error. Để cho nó đỡ báo lỗi. Bây giờ ta, nếu mà bây giờ ta kích vào đây báo lỗi đây thì tức là chúng ta đang làm lỗi, đúng không? Rồi kích vào đây S này. Thêm chưa? Không thấy thông báo gì à? Bây giờ rồi ta có T2. Có lẽ là chưa refresh được, đúng không? Description 2. Vì ta không đưa ra thông báo S này. Rồi ok, ta chưa không đưa thông báo gì cả. Bây giờ ta chạy lại nhá. Chắc là đúng rồi, đúng không? Đấy, như vậy nó đã thêm và nó đã hiển thị ra rồi. Đó chưa nhỉ? Như vậy ta đã làm thành công cái việc thêm và gì? Và hiển thị sản phẩm nhá. Thêm hiển thị, còn nếu mà chúng ta thích thì ta phải thêm một cái button nữa để ta xử lý nhá. Ok chưa? Rồi ok. Như vậy ta đã xong.